Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Hàng Nhập Giá Rẻ. Thì thuốc của clip ngày hôm nay em lên cho bác một em con ấm trắng men nhé, hình dáng hình quả chua này. Đó, con này thì hôm nay em mới đi nhặt được con này nhé. Mới đi nhặt về đấy. Trong cái này thôi nhưng mà nó giá trị thẩm mỹ rất tốt nhé, rất đẹp này. Cái này các bác để bàn uống nước các kiểu nhé. Đó, để bàn uống nước này, hay là để lên cái tích mà hay đun nước nóng thì các bác có thể là đun nước pha trà này, để sắc thuốc này. Cái này rất dày các bác nhé, dày mà nặng. Thì con này nó có khuyết điểm một tí đây các bác này, đây bị vỡ một tí này, là nên là chắc là cái gì nó cọ vào đây hoặc là bị rơi cái đầu nó trước. Còn lại thì ok nhá, em sẽ sâu cho các bác xem. Từ đây đây, bên cạnh bên các hông cạnh này. Đấy. Đây là những cái vết này là vết bụi các bác nhá. Bụi thì lau là sạch thôi. Đây này, cái đít của nó này. Đít của nó còn đẹp nguyên luôn nhá, để em đây em lau tay đi này cho các bác biết. Đây em ghê đây. Đấy, lau đi là ra nhá. Đây là lau nó ra này. Đó. Đây các bác nhìn cái lốc nhá, những con ốc của nó này còn đẹp nguyên luôn nhá. Con này nó là con mới nhưng mà để lâu ngoài nó bụi này. Đây cái nắp của nó này còn sáng nhá, con ốc của nó còn sáng nhá. Đó lốc này, đây cho các bác xem nhá. Bên trong này hình như là cũng chưa từng đun đấy, hoặc là nó đun thì nó chỉ đun nước thôi, ý là nó không phải sắc thuốc hay là pha trà gì cả. Đó rất là đẹp nhá, trắng men. Con này các bác đun từ cũng được, đun ga cũng được, nhưng mà theo em thì các bác nên đun từ thì nhìn nó thẩm mỹ. Thì con này em bán ra là 450 nhá, 450 nhá. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 329755 này. Xin lỗi các bác nhé, thật sự là cứ đang quay lại có người gọi đấy, nhiều khi là muốn cắt ghép thì nó đâm nó không hay. Thì tiếp theo nhé, em lên một hai cái mã chảo này, em còn hai cái mã chảo này nữa thôi. Chảo này là chảo Hàn nhé, chảo này chảo của Hàn này. Đấy, make in đây em để Hàn ra ngoài cho các bác xem. Bác cứ đặt cũng nhiều ấy. Đây này, make in Corida nhé, chảo Hàn này. Con này có 7 lớp chống dính các bác này. 1 2 3 4 5 6 7 lớp chống dính nhá. Size của nó con này nó là size là 28 nhá. Size 28 này. Đấy, size 28 này. Size 28 rất là rộng. Đó, em bóc lớp cho các bác xem. Đây nhá. Đây này. Make in Corera này, đó, size 28 lớp chống dính nó rất tốt nhá. Thì cái chảo này nó chỉ đun được từ và bếp ga các bác nhá. Đây này. Đây này, cái hiệu nó đằng sau này. À xin lỗi các bác nhé, thật sự xin lỗi bác. Là cái này nó đun được bếp ga và bếp hồng ngoại các bác nhé. Bếp ga và bếp hồng ngoại. Thì con này em đang bán với giá là, thì hôm trước thì em bán là 450 nhá. Thì này còn hai con thì em hai ba con, hai con này. Còn hai con nhá thì em xả nốt này là 430 một con nhá. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 39755 này. Còn cái gì thì hôm nay xả nốt đây. Còn ít dây điện nữa. Đây. Dây điện đây các bác nhé. Dây điện đây thì em cũng xem còn bao nhiêu dây nhé. Đây này, dây điện này. Đây này, ni hông cô cử nai nhé, là dùng trong nước Nhật nhé. Đó, dây này thì nó đề là 100 đến 125V, nhưng thực ra các bác cắm điện 100 vẫn, các bác cắm điện 220 vẫn được nhé. Vẫn có đèn báo nhé. Có hít này, có hít bám sắt này, bám trong tường nhé. Có ổ chống xoay nhé. Ý là chống tuột nhé, khóa chống tuột này. Đấy, dây này thì dây chống đứt rồi. Đó. Có dây mát nhé. Không có các loại dùng, các bác có dùng cái loại dây cái này công trường các bác cũng không sợ bị mo ve nhé. Đấy, thì con này em đang bán với giá là 150 một dây nhé. Các bác mua trên 2 dây, các mua từ 2 dây trở đi mà chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Thì đây em còn mấy dây nhé. Con này cơ khoảng chắc khoảng cỡ khoảng 7 8 dây gì đấy. Đó. Các bác chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 329755 này. Các bác xem clip của em mà thấy hay thì tôi xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Bác nào thắc mắc về tiếng Nhật hay là những cái vấn đề gì mà liên quan đến Nhật Bản ấy thì các bác alo cho em nhé. Em biết được cái gì thì em sẽ bảo các bác đấy. Tại vì em cũng là cũng không không dám ấy đâu, nhưng em cũng đã từng được học tiếng Nhật đấy. Các bác nhé. Em chào các bác nhé. Em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.